đây quay mặt ra cái anh. Ok quay lại. Rồi, chào các bạn, đừng có zoom lên chi nữa, để lại đây để camera đại đó. Rồi mình sẽ chỉ cho các bạn cách lựa pin ha. Cái pin này thì nó có một loại mới nè, đây là loại mới nè. Mới khi chúng ta cầu dòng biển thì khi chúng ta lắp vào những cái đồ chơi dùng pin, ví dụ như con thỏ hay là con này kia, thì cái sản phẩm nó sẽ thử nó cũng hết pin. Thì khi chúng ta lựa, chúng ta sẽ dùng cái điện thoại này ha. Cái điện thoại này là cái điện thoại nó nhẹ pin nhất, thì chúng ta sẽ lựa nè. Anh chị các bạn nhìn cục pin nè, pin này có ít nha, thấy không, như phù rồi nè, nó phù pin nó không còn điện nữa. Mà muốn chính xác hơn, chúng ta để vô đây. Cái sản phẩm nó gieo rất là nhỏ ha. Nếu như mà chúng ta lấy hai cục pin phù luôn, từ đợi xem xíu, chúng ta mà lấy hai cục pin phù thì sao ok. Đây ngày cục pin này pin còn nguyên nha, chúng ta sẽ lấy hai cục pin phù đây, phù đích nè, bỏ ra đây. Gieo rất là nhỏ ha, rất là nhỏ nên cái sản phẩm này là pin nó bị hư rồi, đã không có dùng được nữa, chúng ta phải bỏ ha, bỏ chúng ta phải lựa. Cách tốt nhất là chúng ta sẽ nhìn cái nhận dạng cái pin nó bị phù nè. Cái pin này pin con thỏ này phù, còn như pin con ó đỏ đâu à, con ó đỏ thì nó ít cái bị phù, nhưng mà pin này con thỏ nó bị phù. Rồi chúng ta để một cục vô đây nha, sau đó chúng ta sẽ kiếm cục pin khác nè, một pin nó còn nguyên nè. Rồi chúng ta để ra gieo to ha, cục pin nó còn điện, còn điện ha. Đó, này còn điện. Còn tiếp tục chúng ta sẽ lựa tiếp. Lựa xong chúng ta sẽ bỏ bịch viên nè, quay bịch viên đây bò. Bịch viên đây. Ây dạ. Bịch viên ha. Đây có một bịch viên. Rồi sau đó tiếp tục chúng ta lựa tiếp hết cái bịch luôn ha. Này bị phù rồi. Đó, rất là bé ha, nó phù luôn rồi nè. Phù đích luôn. Mình những cái sản phẩm này là nó hết điện rồi. Mỏi tay quá hả? Rồi sau đó chúng ta lựa tiếp nè. Rồi ok à, lớn nha, cầm quay có tâm xíu ấy, trời quay không có tâm gì đâu. Đừng có nói coi là nó sao đâu, vậy cho cắt bỏ à, à nó hết pin nè, pin nó phù luôn rồi nè. Quay đàng hoàng chứ không quay gì không có tâm chứ gì, ai nói một câu à, còn pin nữa. Cầm quay mà cũng làm biết nữa. Thì cái này mình đã xé có để lộn xộn á, mình không biết à. Thì cách này là cách thử nè. Móng tay này cắt á, nên đưa vô đây cạy, không ra nó đau quá, dùng cái chìa khóa cạy. À, rất là nhỏ à. Nó phù, nhìn là nó phù luôn nè, nó phù đích luôn nè. Thấy không? Nó phù đích luôn rồi. À, cái gì nó đâu còn pin nữa đâu, nó còn điện nữa đâu. Nè, nó phù mà nó phù nhẹ nè. À, cái sản phẩm này là mình để ra nè, phù chứ. Lựa ra hết. Nó phù nữa thôi. Phù mình phù nhẹ. Phù nhẹ vẫn còn pin. Biết không, cái điện thoại này là nó nhẹ pin nhất này, hiểu không? Dạ. Mình khi mình xé ra mình để lộn xộn mình không biết á. Đó, thấy không? Nên mình dùng cái điện thoại là mình thử ra mình biết nó pin nào nó còn hay là hết. Này buồn. Rồi, nè thấy không? Để chi, để khi mà khách hàng vào mua thì mình sẽ gắn pin cho nó nhanh, khỏi cần phải đợi khách hàng đợi ha, lâu ha, khách mà đợi lâu là khách nhiều khi sẽ không mua ha. Rồi ok, hai cục này đã hết pin rồi. Rồi ok, cảm ơn Bo tắt cái